Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố cứng rắn về số phận những kẻ vu khống mình sau khi nhận kết quả điều tra. Ngày 21 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đưa ra kết luận cuối cùng về việc ồn ào từ thiện của các nghệ sĩ. Theo đó, sau khi nhận được tin tố giác, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh, cuối cùng đi đến kết luận Thủy Tiên, Trần Thành, Đại Nghĩa, Đàm Vĩnh Hưng và bà Nguyễn Thị Hương, mẹ Hồ Ngọc Hà, không có hành vi gian dối hay chiếm đoạt tiền từ thiện miền Trung năm 2020. Vì những người trên không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao cũng đã có văn bản thông báo quyết định trên là có căn cứ và đúng pháp luật. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, chiều ngày 23 tháng 1, quản lý của Đàm Vĩnh Hưng đã có chia sẻ đầu tiên với báo Thanh Niên. Theo đó, phía nam ca sĩ cho biết sẽ sớm có thông báo chính thức trên trang cá nhân. Mr. Đàm khẳng định sẽ xử lý những cá nhân tập thể vu khống, xúc phạm danh dự và uy tín của mình thời gian qua. Tuyên bố cứng rắn này nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Nó nhanh chóng trở thành đề tài gây bàn tán. Trên một số diễn đàn, cộng đồng mạng bày tỏ ý kiến trái chiều xoay quanh việc Đàm Vĩnh Hưng đòi kiện những người đã vu khống mình. Một bộ phận tỏ ra nghi ngờ lời nói của nam ca sĩ bởi đây không phải là lần đầu tiên anh đòi kiện tụng vì bị vụ oan ăn chặn từ thiện. Nhưng nhiều tháng trôi qua, mọi thứ vẫn im ắng, không có thêm tiến triển mới, hoặc cũng chưa thực sự gạt bỏ được những hoài nghi hướng về Đàm Vĩnh Hưng và các nghệ sĩ khác trong việc từ thiện. Tuy nhiên, có rất nhiều người lại vui mừng thay Đàm Vĩnh Hưng gửi lời động viên anh đến khi cuối cùng đã được minh oan sau thời gian dài. Những bài báo đưa tin về kết luận phía Bộ Công an được gửi đi khắp nơi, yêu cầu người vu khống Mr. Đàm phải đứng ra xin lỗi và ủng hộ anh kiện họ ra tòa. Hiện vụ việc này đang gây xôn xao trên mạng xã hội.